đấy. Chào cả nhà nha, hôm nay làm mình làm nước trần. Này là bột năng, này bột nếp, cái này khoai, cái này là dừa. Đây, giờ mình bắt chảo lên mình làm xào nhân nha cả nhà. Chào cả nhà, nay giờ mình bắt ra lên mình xào nhân nha cả nhà. Để đường vô. Giờ nhắm chừng đi. Chừng nó ngọt thôi. Để dừa vô nha cả nhà. Cho nó tan đường nữa mình xào vô cái hồi nó tan luôn. Tới rồi cái mình để bột vô cho nó dẻo nha cả nhà. Có khoai lang, có khoai ấy mình để bột vô cho nó dẻo. Mình tắt bếp cả nhà, để đậu đầy vô. Quay này nó thơm. Rồi, xong rồi nghe cả nhà. Rồi mình nhấc xuống. Để cho nó nguội cái lát nhé. Giờ mình khoa bột nha cả nhà. Nó chỉ có lỗ nè, ở đây đây. Có nửa bịch này hả? Mình là bịch măng. Mình trộn khoai lang vô nha cả nhà. Chế miếng nước rồi đi đi. Cho nó mềm mềm dễ. Khoai này nó dẻo.
Mình hát.
Chính rồi nghe cả nhà dỡ ra nha. Mình nấu không trời.